Cảnh vụ người ủng hộ linh mục Lê Ngọc Thanh đấu tố giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích. Từ ngày 11 tháng 5 năm 2019, các thành phần chống đối, bất mãn có quan hệ với tu viện dòng Chúa cứu thế Kỳ Đồng đã tạo một sóng truyền thông lớn để tuyên truyền rằng giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích đang cộng tác với nhà nước nhằm phá truyền thông dòng Chúa cứu thế và chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam cộng hòa. Nguyên nhân sâu xa của sóng truyền thông này là một cuộc cạnh tranh địa vị trong nội bộ dòng chúa cứu thế Việt Nam diễn ra giữa cánh linh mục Vũ Khởi Phục, Phạm Trung Thành và cánh linh mục Nguyễn Ngọc Bích. Cụ thể, trước năm 1975, linh mục Vũ Khởi Phục từng giữ chức thư ký tòa soạn kiêm chủ bút báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của dòng chúa cứu thế Việt Nam, một tờ báo mang quan điểm chống cộng và ủng hộ chế độ quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũ. Vào hai năm 2008 và 2011, linh mục Phạm Trung Thành liên tiếp đắc cử chức giám tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam và liên tiếp đề cử thầy mình là linh mục Vũ Khởi Phục vào giữ chức bề trên tại Tu viện dòng Chúa cứu thế Thái Hà, Hà Nội. Trong hai nhiệm kỳ này, dưới sự dẫn dắt của hai linh mục Thanh và vụ dòng Chúa cứu thế liên tục tổ chức nhiều hoạt động chính trị gây xung đột với nhà nước, bao gồm các cuộc biểu tình đòi đất cho tu viện mà trước đó chưa từng có. Các hoạt động truyền thông chống nhà nước, các hoạt động từ thiện tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Năm 2015, Linh Mục Nguyễn Ngọc Bích đắc cử chức giám tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam, thay thế Linh Mục Phạm Trung Thành. Sau đó một thời gian ngắn, Linh Mục Vũ khởi phục mất chức bề trên tu viện Thái Hà. Đồng thời, cả ông Thành lẫn ông Phụng cùng xin nghỉ để chữa bệnh, không can thiệp vào công việc nội bộ của dòng chúa cứu thế. Ngay sau khi nhậm chức, Linh Mục Nguyễn Ngọc Bích thay thế toàn bộ nhân sự ban truyền thông dòng chúa cứu thế Việt Nam, đóng cửa fanpage truyền thông dòng chúa. Đóng cửa fanpage truyền thông chúa cứu thế cũ, đồng thời ngăn cản các linh mục sử dụng danh nghĩa, cơ sở vật chất của dòng chúa cứu thế để tổ chức các hoạt động hỗ trợ tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Đáp lại, trưởng ban truyền thông cũ là linh mục Lê Ngọc Thanh lập fanpage tin mừng cho người nghèo để thay thế fanpage cũ, con nhân sự của chương trình Tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa giữ được chương trình này sau khi phản đối ông Bích bằng truyền thông. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ đầu của ông Bích, Dòng Chúa Cứu Thế vẫn tiếp tục cung cấp địa điểm để nhiều cá nhân chống đối trốn tránh pháp luật, tổ chức hội thảo và khóa huấn luyện, hoặc in và tàn trữ tài liệu bất hợp pháp. Ngày 15 tháng 1 năm 2019 Linh Mục Nguyễn Ngọc Bích tái đắc cử chức giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trong nửa đầu tháng 5 năm 2019, đã diễn ra hai sự kiện được xem là gây bất lợi cho các thành phần chống đối, bất mãn, có quan hệ với Dòng Chúa Cứu Thế. Một là việc bà Linh Mục Lê Ngọc Thanh, Trương Hoàng Vũ, Nguyễn Duy Tân bị thuyên chuyển nhiệm sở. Trong đó, ông Thanh và ông Vũ bị chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh địa phương. Thứ hai là có tin văn phòng công lý và hòa bình của dòng chúa cứu thế Sài Gòn sắp bị đổi tên thành phòng phát triển con người toàn diện. Đồng thời, bị tạm đóng cửa, chuyển đồ đạc ra ngoài cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, cánh công giáo bất mãn cũng công kích việc Linh Mục Đỗ Mạnh Hùng viết trong sổ tang rằng ông cùng toàn thể giáo dân công giáo của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh do ông quản lý. Xin chia buồn sâu sắc với gia đình đại tướng Lê Đức Anh. Họ cho rằng, thay vì dùng chữ giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, phải viết là giáo phận Sài Gòn như cách gọi lâu nay mới đúng. Trước các luồng dư luận đó, Linh Mục Lê Ngọc Thanh viết trên Facebook cá nhân rằng, việc ông bị thuyên chuyển là một hiện tượng bình thường bởi dòng chúa cứu thế quy định rằng Linh Mục phải đổi nhiệm sở 8 năm một lần, mà ông đã ở tu viện dòng chúa cứu thế Sài Gòn được 10 năm. Tuy nhiên, từ ngày 10 tháng 5, các thành phần chống đối bất mãn có quan hệ với dòng chúa cứu thế, vẫn phát động một chiến dịch truyền thông lớn để chống những thay đổi gây bất lợi cho họ. Và quy kết rằng, Linh Mục Nguyễn Ngọc Bích và nhà nước Việt Nam đã gây ra những thay đổi đó. Trong chiến dịch, họ tập trung đưa ra bốn thông điệp. Thứ nhất, họ tung tin rằng, giám tình Nguyễn Ngọc Bích sắp bổ nhiệm một chánh sử mới cho tu viện dòng chúa cứu thế khi đồng. Và vị này sẽ ngưng chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa Thêm nữa, việc tuyên thêm nữa, việc tuyên truyền hai linh mục Lê Ngọc Thanh và Trương Hoàng Vũ sẽ gây bất lợi cho nhiều hoạt động chống đối mà họ khởi xướng như Amen TV, hội luận cà phê đá và vườn rau Lục Hưng. Thứ hai, họ tuyên truyền rằng linh mục Nguyễn Ngọc Bích đã phản bội Chúa, bán đứng Chúa khi phụng sự nhà nước Việt Nam để đổi lấy cái ghế trong dòng Chúa cứu thế. Khi đưa ra thông điệp này, nhiều người trong số họ đã có những phát ngôn không phù hợp với phần vị của mình trong giáo hội. Chẳng hạn, Nguyễn Lai và Trần Vũ Anh Bình viết rằng, Linh Mục Đích đã phụng. Chẳng hạn, Nguyễn Lai và Trần Vũ Anh Bình viết rằng, Linh Mục Đích đã phụng sự ma quỷ, cộng tác với quỷ dữ. Thứ ba, họ tuyên truyền rằng, thứ ba, họ tuyên truyền rằng nhà nước sắp tạo ra một giáo hội công giáo quốc doanh, vận hành bằng tiền bạc và các tệ nạn thay vì bằng đức tin giống như đã làm với Phật giáo. Thứ tư, họ tuyên truyền rằng, qua việc dẹp một chương trình hỗ trợ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, có thể thấy, nhà nước Việt Nam căm thù lòng tốt và các hoạt động thiện nguyện, nói dối về vấn đề hòa giải dân tộc và bị hoang tưởng về khả năng chống đối của các thương binh tàn phế. Sống truyền thông này Sống truyền thông này sử dụng một số thông tin thiếu căn cứ hoặc sai sự thật. Về thông tin thiếu căn cứ, Thực ra, chưa có thông báo chính thức nào về việc ngừng các chương trình hỗ trợ Thực ra, chưa có thông báo chính thức nào về việc ngừng các chương trình hỗ trợ thương phế binh. Về thông tin sai sự thật, Tuấn Khanh công kích việc phòng công lý và hòa bình sẽ bị đổi tên thành phòng phát triển con người toàn diện. Nghe như một tổ chức của ủy ban vườn. Dù một độc giả đã comment rằng việc đổi tên nhằm tuân thủ chính sách mới của giáo hoàng Francis, theo đó tương án dù một độc giả đã comment rằng việc đổi tên nhằm tuân thủ chính sách mới của giáo hoàng Francis. Theo đó, từ tháng 1 năm 2017, Hội đồng Tòa Thánh vì Công lý và Hòa bình cùng ba hội đồng khác bị giải tán để xác nhập thành bộ phát triển con người toàn diện mà giáo hoàng mới lập ra. Tuấn Khanh vẫn không chính Tuấn Khanh vẫn không đính chính thông tin sai vừa kể. Về mặt chiến thuật, Sóng truyền thông này nhấn mạnh vào những hình ảnh và chuyện kể mùa nước mắt của chương trình từ thiện tri ân thương phế binh. Để tạo ấn tượng rằng nhóm Linh Mục Lê Ngọc Thanh là người tốt, còn Linh Mục Nguyễn Ngọc Bích và nhà nước Việt Nam là kẻ xấu. Qua theo dõi, được biết chiến dịch truyền thông này quy tụ một số cá nhân chống đối có quan hệ với dòng chúa cứu thế kỳ đồng. Trong đó, có các tình nguyện viên của chương trình trợ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và các cá nhân chống đối trong vườn râu Lộc Hưng. Phạm Thanh Nghiên và Ngô Kim Hoa khởi đầu chiến dịch vào ngày 11 tháng 5. Tuấn Khanh và Nguyễn Lai viết những bài có tính quyết định vào ngày 13 tháng 5. Còn các cá nhân hưởng ứng, bao gồm Dương Thị Tân, Lê Bảo Nhi, Trần Vũ Anh Bình, Teresa Thảo, vân vân. Vì cùng ngày 13 tháng 5, Linh Mục Lê Ngọc Thanh đang ảnh chụp chung với các nhóm tình nguyện viên tri ân thương phế binh mà không bình luận. Còn Linh Mục Ngô Văn Kha viết một bài ủng hộ quan điểm của sóng truyền thông, rồi đăng trên website tin mừng cho người nghèo. Có khả năng, nhóm Lê Ngọc Thanh hậu thuẫn sóng truyền thông này, nhưng không ra mặt. Khoảng không giờ ngày 14 tháng 5, Linh Mục Lê Ngọc Thanh thông báo trên Facebook cá nhân rằng bề trên nhà Sài Gòn bảo vẫn tri ân thương vệ binh Việt Nam Cộng Hòa, nhưng cách thức và nhân sự sẽ thay đổi. Đến sáng sớm ngày 15 tháng 5, ông này mới đăng tin Đến sáng sớm ngày 15 tháng 5, ông này mới đăng thông tin cải chính về vấn đề Bộ Thăng Tiến Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện. Sau khi có hai thông báo trên, sóng truyền thông này vẫn tiếp tục khi Nguyễn Lai và cựu binh Đặng Đình Hồng phản đối việc chuyển giao danh sách thương phế binh, mạnh thương quân cho nhân sự mới của chương trình Tri ân Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Viện nhu cầu bảo mật tránh những hệ không viện nhu cầu bảo mật tránh những hệ quả không hay Nhìn chung, đa số cảnh công giáo bất mãn ủng hộ sóng truyền thông này. Trong khi đó, các lực lượng ngoài cuộc phản ứng với nó một cách khá thận trọng. Về phía Việt Tân, Angelina Trang Huỳnh viết bóng gió rằng, trong chuyện văn phòng công lý và hòa bình, giới chống đối nên hành xử một cách thận trọng, để về lâu dài. Để về lâu về dài, có thể tranh thủ sự hậu thuẫn của đa số thâm lặng và trung dung, chứ không đẩy họ ra xa ta hơn. Trong khi đó, phải đến ngày 17 tháng 5, các đài nước ngoài mới bắt đầu đưa tin về vụ việc qua bài phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Ngọc Bích trên BBC. Ông Bích cho biết, không hề có việc chuyện văn phòng công lý và hòa bình sẽ bị đổi tên hay chương trình hỗ trợ thương phế binh sẽ bị dừng. Những thông tin trên mạng xã hội về việc này là không đúng sự thật. Về việc các linh mục Lê Ngọc Thanh, Trương Hoàng Vũ và Nguyễn Duy Nguy Tân sắp bị thuyên chuyển, Ông Bích nói thuyên chuyển là việc rất bình thường của tất cả các dòng tu. Là công việc nội bộ mà người ngoài, thậm chí cả các đức giám mục, chẳng có lý do gì để xen vào. Các linh mục được thuyên chuyển vừa nêu không phải là trường hợp cá biệt, vì ông Bích đã có 280 văn thư thuyên chuyển bổ nhiệm từ ngày làm giám tỉnh. Sau cùng, ông Bích nói, Tôi nghĩ rằng truyền thông cần có đạo đức, phải tìm kiếm sự thật chỉ nói điều gì mình biết đúng sự thật, không phổ biến những điều gian dối. Chúng ta biết rằng, mình không thể chuộc lại những tai nạn đã gây ra khi nói sai, nói xấu, khi suy diễn bừa bãi, và tệ hơn nữa, vô khủng và bị đặt. Nếu có một lương tâm ngay chính, biết yêu chuộng chân lý, chúng ta có thể đem lại những điều tốt đẹp khi sử dụng truyền thông. Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc, chúng tôi nhận thấy Nhóm ủng hộ Linh Mục Lê Ngọc Thanh và Giám tỉnh Lê Ngọc Bích Sau khi xem xét toàn bộ vụ việc, chúng tôi nhận thấy Nhóm ủng hộ Linh Mục Lê Ngọc Thanh và Giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích Từng có hiềm khích với nhau trong quá khứ Từ những hiềm khích này, nhóm ủng hộ ông Thanh có lý do để lo ngại rằng Ông Bích muốn thay đổi các hoạt động của họ Bao gồm chương trình trợ giúp thương phế binh Tuy nhiên, dù có hay không có chuyện đó thì nhóm ủng hộ ông Thanh cũng đã làm ba chuyện sai quấy trong vụ việc này. Thứ nhất, họ đã phản đối quyết định thuyên chuyển Linh Mục Lê Ngọc Thanh, trong khi quyết định đó hoàn toàn phù hợp với quy định của dòng tu, rằng Linh Mục phải đổi nhiệm sở 8 năm một lần. Thứ hai, họ đã tung ra những thông tin mang tính võ đoán, sai sự thật, nhằm mục đích vô khống và bôi nhọ cá nhân, như Giám tỉnh Nguyễn Ngọc Bích đã đề cập. Thứ ba, họ đã vượt ra ngoài phận vị của mình trong giáo hội công giáo khi con chiên dám gọi bậc chăn chiên là vạn chúa phụng sự ma quỷ trong khi giáo hội quy định rằng lời chúa được linh mục truyền đến con chiên dường như các nhóm công giáo cực đoan đang quan niệm rằng cộng đồng mạng của họ có quyền phản ra lời chúa tiếc thay tiếc thay giáo hội công giáo là một bộ máy hành chính chuyên chế nơi hàng giáo chức được bổ nhiệm bởi những người ở cấp cao hơn chứ không được bầu chọn bởi giáo dân hay cộng đồng mạng. Có lẽ nhóm ủng hộ Linh Mục Lê Ngọc Thanh nên bàn việc dân chủ hóa giáo hội của mình. Một chuyện mà những người kháng cách đã bàn từ cách đây 500 năm trước khi nghĩ đến chuyện dân chủ hóa các không gian khác.